Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc sống ngày càng phát triển và hiện đại dễ khiến con người ta bị cám dỗ. Chúng ta dễ bị sa vào guồng quay của sự sở hữu vật chất và tiền bạc. Khi đã đầy đủ và sung túc, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy không hạnh phúc. Phải chăng sự chi phối của đồng tiền và đồ đạc đã khiến chúng ta trở thành nô lệ? Nhu cầu mua sắm và tiêu dùng hàng ngày càng nhiều cũng đồng nghĩa với việc phải làm ra nhiều tiền hơn nữa. Cuộc sống như một vòng lặp. Điều này khiến chúng ta không cảm thấy thư thái, bình an và hạnh phúc. Vậy thì có lẽ thay đổi lối sống và đi theo chủ nghĩa tối giản sẽ là một phương pháp để giải quyết tất cả những vấn đề trên. Với những ưu điểm mà lối sống tối giản mang lại, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Khi cuộc sống trở nên bộn bề, con người ta lại tìm đến sự thảnh thơi giữa cuộc đời. Nhịp sống hiện đại lại càng khiến con người ta khao khát sự giản đơn và hạnh phúc. Do đó, trong cuộc sống hàng ngày, có thể sử dụng rất ít vật chất để tạo ra một cuộc sống cực kỳ chất lượng mới là người chiến thắng cuộc sống thực sự. Chủ nghĩa tối giản dù mới xuất hiện nhưng đang ngày càng trở nên thịnh hành ở Nhật Bản. Đây là phong cách cổ suý sự đơn giản không căng thẳng. Những người theo chủ nghĩa tối giản Nhật Bản ủng hộ sự đơn giản và ý tưởng ít hơn nhưng thực ra là nhiều hơn. Bên cạnh đó, người Nhật cho rằng chẳng có ai từ khi sinh ra đã có tài sản, đồ đạc gì trong tay. Vậy nên bất cứ ai khi mới chào đời đều là những người sống tối giản. Cứ mỗi lần bạn sở hữu trong tay những đồ dùng hơn mức cần thiết là một lần bạn lấy mất tự do của chính mình. Đa số người Nhật hiện đại thích cuộc sống tối giản ít vận dụng. Bỏ bớt đồ đạc giúp họ giữ bớt gánh nặng là phải bảo quản, chăm sóc, sắp xếp và nhờ đến sự tồn tại của chúng. Việc không quá chú trọng vào vật chất giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian và tiền bạc để dành cho những điều khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Sống tối giản không phải là gò mình theo lối tu hành thiền định mà là quá trình làm cho các phương diện trong cuộc sống trở nên đơn giản hơn, kinh tế hơn, vừa bảo vệ môi trường, vừa thoải mái, vui vẻ. Bên cạnh đó, đỉnh cao của cuộc sống là phải chạm vào được chữ giản, từ bỏ những thứ không cần thiết, chuyên tâm vào những điều có giá trị chân chính mới có thể sống an vui và thanh thản. 5 phương diện tối giản trong cuộc sống. 1. Tối giản vật chất. Bạn có cảm thấy rằng hầu hết chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào đồ dùng cá nhân hoặc các thiết bị điện tử hiện đại? Chẳng hạn như điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng và TV. Càng ngày xã hội càng hiện đại và cho ra nhiều công nghệ cũng như máy móc hiện đại tối tân hơn. Việc sở hữu nhiều tài sản giá trị khiến con người dễ cảm thấy căng thẳng, lo lắng vì sợ quên, sợ mất. Lối sống tối giản cho phép chúng ta đơn giản hóa cuộc sống. Chúng ta có thể giải phóng bản thân khỏi sự ràng buộc cố hữu với những thứ không cần thiết. Rõ ràng càng có ít của cải vật chất, bạn càng cảm thấy an toàn và thoải mái. Vì vậy, tối giản là một cách rất hiệu quả để tăng cường sức khỏe tinh thần. Không gian sống ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của bạn. Một ngôi nhà ngăn nắp và sạch sẽ có thể tạo ra những cảm xúc tích cực, đồng thời nó khuyến khích sự tỉnh táo và suy nghĩ mạch lạc. Ngược lại, một nơi bừa bộn và luộm thuộm có thể dẫn đến nhiều suy nghĩ bi quan và kìm nén. Khi loại bỏ những đồ đạc không cần thiết, chúng ta cảm thấy không gian sống trở nên sáng sủa và rộng rãi. Nhờ đó, tâm trạng sẽ trở nên thoải mái và tự do. Ngoài ra, bạn không phải tốn quá nhiều thời gian để mua sắm. Nhờ vậy mà bạn có thể có thêm những giây phút thư giãn thoải mái để phát triển bản thân. Để thực hành lối sống tối giản, chúng ta có thể chủ động phân bổ thời gian hợp lý. Bạn có thể tập trung vào những sở thích và đam mê cá nhân như chạy bộ, tập yoga, đọc sách. Và cuối cùng, bạn sẽ ngạc nhiên khi chứng kiến những thay đổi tích cực của bản thân mình. Biết đủ cũng chính là một cách để thực hành lối sống tối giản. Đây không phải là việc chúng ta sống dưới mức tiêu chuẩn của mình, mà chính là nâng cao chất lượng của cuộc sống bằng cách loại bỏ những thứ không cần thiết và tập trung nâng cao chất lượng cho những thứ thực sự quan trọng với chúng ta. Từ đó, cuộc sống của chúng ta được tự do, nhẹ nhàng và rộng đường hơn.
Trái với tư duy càng nhiều càng tốt, tư duy biết đủ chính là càng ít và càng chất lượng thì càng tốt. Thay vì có 100 bộ đồ vét công sở để mặc đi làm, thì bạn chỉ cần có 3 bộ chất lượng để thay đổi lần lượt. Vậy thì hãy tập trung vào 3 bộ này thôi, để chúng ta có thể tự do thoát khỏi gánh nặng của quần áo, của việc suy nghĩ nay mặc gì, mai mặc gì, giặt ủi thế nào và bảo quản ra sao. Biết đủ cũng khác với sống thiếu thốn. Ta cần nhận biết rõ được nhu cầu của ta đến đâu là đủ. Nếu tối giản đến mức sống dưới mức nhu cầu cơ bản chúng ta cần, thì cũng không cần thiết vì quá cực đoan. Bắt đầu cách mạng lối sống bằng một cách mạng dọn dẹp đồ đạc. Để dọn dẹp đồ đạc một cách hiệu quả, bạn cần biết rõ số lượng đồ của mình. Thay vì tiếp tục chất đồ vào ngăn tủ và quên bén chúng, bước đầu tiên hãy gỡ hết toàn bộ đồ đạc ra theo từng loại và bắt đầu chọn lọc. Tự đặt ra cho bản thân câu hỏi, trong 6 tháng vừa rồi, mình có sử dụng đồ vật này không? Nếu câu trả lời là không, hãy mạnh dạn vứt bỏ hoặc đem cho. Tôi nghĩ đây là bước khó khăn nhất khi bắt đầu thử chủ nghĩa tối giản. Thế nhưng thuốc đắng giã tật, tư tưởng của bạn sẽ được giải phóng sau quá trình này. Cân nhắc kỹ trước khi mua bất kỳ món đồ nào. Tôi thi thoảng mắc bệnh tiêu xài tùy ý thích, nhất là khi vừa có lương tháng mới. Nhưng tôi nhận ra rằng, những thứ tôi thích không hẳn là những thứ tôi cần. Những món đồ tưởng chừng như không thể thiếu được, hoàn toàn có thể được thay thế dễ dàng. Ví dụ, vì sao phải mua thêm một chiếc bàn chải chuyên để đánh giày, khi bạn có thể tận dụng chiếc bàn chải đánh răng cũ? Tương tự, bạn hoàn toàn có thể có một căn phòng thơm tho, gọn gàng, ngăn nắp, mà không nhất thiết phải dùng nước hoa hay bình khử mùi đắt tiền, mà đơn giản chỉ là một túi cà phê, túi trà khô để khử mùi trong phòng, hay muối nở cũng là một trong những cách khử mùi tủ lạnh. Một cách hiệu quả để không tiêu hoang đó là lên danh sách những thứ cần mua trước khi bước vào cửa hàng, mua đúng các món đó và đi ra. Bên cạnh đó, trước khi quyết định mở ví, hãy suy nghĩ về món đồ đó trong 3 ngày để xác định chắc chắn mức độ cần thiết của nó. 2. Tối giản sức lực và tinh thần. Theo chuẩn mực của xã hội, hầu hết chúng ta đều khao khát có một cuộc sống sung túc. Chính vì vậy, chúng ta thường cố gắng làm thêm giờ dù vất vả. Hơn nữa, việc nhu cầu mua sắm quá nhiều cũng khiến bạn căng thẳng. Ngoài ra, đôi khi nỗi sợ bị mất tài sản là sự trói buộc vô hình khiến chúng ta nghẹt thở. Nếu áp dụng lối sống tối giản, bạn sẽ thoát khỏi tình trạng làm việc quá sức. Các vấn đề về vật chất và thậm chí là nợ nần đều tan biến. Khi đó, bạn có thể tận hưởng giá trị cốt lõi của cuộc sống. Bạn có thể xây dựng sự nghiệp vững chắc và tận hưởng kỳ nghỉ thư thái, dễ chịu. Lúc nào cũng tất bật khiến bạn không có thời gian chăm sóc bản thân. Bạn luôn lên giường khi đã quá muộn và thiếp đi trong mệt mỏi. Vậy thì lối sống tối giản sẽ thay đổi tất cả những điều này. Không còn quá nhiều điều phải bận tâm, không còn quá nhiều công việc thừa thãi phải làm, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân mình. Làm được những việc mà mình thích, được đi nhiều nơi hơn, học được nhiều điều mới mẻ hơn, bớt đi thời gian làm những điều vô bổ, thì sẽ đồng nghĩa với việc có thêm thời gian cho bản thân mình. 3. Tối giản kinh tế. Việc giảm chi phí sinh hoạt cần thiết xuống giúp tiền tiết kiệm của bạn nở ra, vì nó mua được nhiều thời gian hơn. Thời gian mới là thứ quý nhất, không phải là tiền bạc. Nó giúp cho số tiền mà bạn cần có để về hưu giảm đi. Hãy thử tưởng tượng bạn giảm đi 50% sinh hoạt phí, số tiền bạn cần để về hưu sẽ giảm đi 50%. Hơn nữa, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm ngay được 50% sinh hoạt phí. Tức là cứ đi làm 1 tháng, bạn lại tiết kiệm thêm được 1 tháng. Ngoài ra, mức sinh hoạt phí thấp, những công việc lương không cao trở nên có thể sinh lời. Nếu sinh hoạt phí cao và công việc không thể đáp ứng, bạn càng làm sẽ càng thua lỗ, phải lấy tiền tiết kiệm ra để xài. Nhưng nếu sinh hoạt phí thấp, bạn vẫn có thể làm những công việc lương thấp đó mà vẫn dư ra để tiết kiệm và đầu tư. Ví dụ,
sinh hoạt phí của bạn là 20 triệu trên một tháng, bạn không thể làm công việc 15 triệu trên một tháng hay 20 triệu trên một tháng vì việc đấy là vô nghĩa. Bạn chỉ đang thua lỗ hoặc sống qua ngày đoạn tháng. Nhưng nếu sinh hoạt phí của bạn là 10 triệu trên một tháng thì sao? Bạn có thể làm công việc 20 triệu trên một tháng cực kỳ vui vẻ. Mà trong cuộc sống, lương càng thấp thì áp lực cũng thấp. Bạn có thể đổi việc bất kỳ lúc nào. Sau đó, nếu bạn đem tiền tiết kiệm đi đầu tư và kiếm được lãi suất 15% trên một năm trở lên, thì chắc chắn bạn sẽ về hưu trong sung túc và giàu có. 4. Tối giản cảm xúc. Cuộc sống này có rất nhiều chuyện phiền não cứ trực chờ ập đến khiến chúng ta mệt mỏi. Gia đình không hòa thuận, đồng nghiệp mâu thuẫn, bạn bè xa mặt cách lòng. Cảm xúc chồng chất lên nhau, hủy hoại con người từ bên trong. Đến một mức nào đó, khi sự kiên nhẫn không còn nữa, tất cả sẽ bùng nổ. Vậy nên chúng ta cần phải tối giản cảm xúc để tránh việc tinh thần và hạnh phúc bị cảm xúc tiêu cực phá hủy. Học cách nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn, tìm kiếm những công việc khiến chúng ta vui vẻ. Chấp nhặt với những chuyện vụn vặt, chúng ta không chỉ càng thêm mệt mỏi, mà còn khiến mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn. Khi cảm thấy tinh thần không được ổn định, hãy tìm cách giải tỏa. Trước khi trút giận, hãy cho bản thân vài giây suy xét, uống cốc nước mát hạ hỏa. Bạn sẽ thấy vấn đề không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Sống tối giản không phải là một ngày hay có thể làm được. Kiên trì và mạnh mẽ, chấp nhận buông bỏ. Một khi đã biết sống tối giản, hạnh phúc gần ngày trước mắt. 5. Tối giản các mối quan hệ. Công ty tôi có một anh đồng nghiệp đã có vợ con nhưng hầu như từ giữa tuần cho đến cuối tuần là lúc nào cũng thấy đi nhậu. Hôm nay thì với đám bạn này, hôm thì với nhóm bạn khác. Trên Facebook thì tài khoản có đến hơn 4.000 bạn bè, mỗi bài đăng cũng có được vài trăm like. Nhưng hầu như lúc anh ấy đụng chuyện thì không biết nhờ vả ai hoặc không biết tìm ai để nhờ vả. Lúc gặp khó về tiền bạc thì cũng chỉ biết đi hỏi đồng nghiệp ở công ty. Tôi thắc mắc, anh có nhiều bạn bè như thế, sao không nhờ bạn giúp? Thì anh ấy trả lời rằng, sợ mắc cỡ với bạn bè. Tôi thấy rất lạ vì điều này. Anh ấy tốn thời gian bồi dưỡng các mối quan hệ được gọi là bạn bè, tốn luôn sức khỏe cho việc ăn nhậu xã giao. Nhưng khi đụng chuyện, hầu như không nhờ vào được gì do ngại, hoặc là không chắc họ sẽ giúp, hoặc là họ từ chối. Vậy có bạn để làm gì? Có thể nhiều bạn sẽ cho tôi là cô độc, khó tính, khó kết bạn. Nhưng tôi vẫn luôn giữ quan điểm của mình là ít bạn nhưng chất, còn hơn nhiều bạn mà đụng chuyện gì không nhận được sự hỗ trợ nào. Người ta nói rồi, lắm mối tối nằm không là như vậy.